Chào mừng các bạn đến với Blog Mail. Hôm nay mình có một cái con cá bông rất là dễ thương. Mình muốn thử coi là phản ứng của hai bạn như thế nào với con cá bông này. Con cá bông này chất liệu bằng bông thôi. Nó kêu ạ. Mình coi trên mạng rất là nhiều lần và mình thấy các bạn cho mèo như các bạn á chơi cá bông rất là vui. Nên hôm nay hãy sẽ thử cho mèo sofa nhà hàng chơi cá bông, xem phản ứng của hai đứa như thế nào nhé. Sofa gì màn hình sofa? Sofa, đây là cá bông này. Thử xem có thích cá bông nhé. Chị chơi cá bông nè, chơi cá bông đi. Mày thích chơi cá bông không? Chơi đi. Màu ơi, màu, cá bông. Có bạn hàng sofa thích lắm á. Nè, cá bông. Chơi đi. Màu, chơi cá bông không màu? Chơi đi. Sao không phản ứng gì hết vậy? Sofa đâu ra mày? Sao phải cái con heo này, chị đang cho màu chơi cá bông cơ mà. Tao đâu chui ra vậy? Ê mày chơi chơi cá bông không? Này cá bông mới chơi đi, chơi không hả? Lúc nãy lăn lộn chơi cơ mà. Màu ơi, chơi cá bông đi màu. Cái thằng kia tao đang cho màu chơi cá bông cơ mà. Màu ơi màu. Chơi cá bông đi màu. Chơi đi. Ghê à. Các bạn ạ, câu chuyện đến đây là hết. Thì ra là cái thằng sofa đó là cực kỳ thích thích chơi cá bông, trong khi bạn màu nhà mình thì ghét cá bông thấy ớn luôn. Có thể là trẻ con thì nó thích chơi cá bông, còn người lớn rồi thì không chơi cá bông. Bây giờ mình sẽ ném con cá bông lại một lần nữa để xem thử nghiệm hai đứa thế nào nhé. Này hai đứa, chơi cá bông đi. Cá bông hai đứa ơi. Ê chơi đi. Đấy, chơi đi. Kết luận cuối cùng là nó chơi theo tùy hứng các bạn ạ. Sofa nó hứng lên thì nó chơi. Còn thằng Mau thì không thích con cá bông một tẹo nào cả. Quăng trước mặt luôn thầm chơi. Cảm ơn các bạn đã theo dõi Blog Mail nhé.